Chào mừng quý và các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý các bạn máy rửa xe dây đai, đầu máy rửa xe dây đai của Đài Loan. Hôm bữa em vào 6-7 ngày mà. LS557 đây của Đài Loan, một sản phẩm rất là chất lượng. Đây thì đây là cái đầu máy này, đầu máy rất là nặng, trọng lượng 58 cân riêng cái đầu máy đấy của Đài Loan. Có màu xanh nước biển như thế này. Đây, made in Taiwan này, dập nổi ở đây, của Waybet. Đấy, dập nổi. Đây là cái bảng thông số của nó này. Thì cái bảng thông số bên spray in này là có chức năng phun thuốc này. Còn irrigation này là chức năng xịt rửa này. Đấy, máy rửa xe công suất lớn LS557. Ở đây là vòng tua này, vòng tua 800. Lưu lượng nước trên 1 phút là 152 lít trên 1 phút. Hoặc là đối với phun thuốc thì là 76 đến 133 lít. Bên này là cái áp lực của nó này. Thì 20 này, 20 kg trên cm vuông. Còn bên này là 50, 20 đến 50. Công suất của nó thì đây từ 8,5 đến 15 HP. Rất là lớn. Công suất rất là lớn, 8,5 đến 15 HP. Đấy. Sản xuất tại Đài Loan. Sản phẩm rất là chất lượng, khác với các dòng máy Trung Quốc trên thị trường. Sản phẩm đến từ Đài Loan. Đây, nó ở đây nó có 3 piston ở đây. Cái này là chỗ bơm mỡ cho của 3 piston, nó nằm ở đây. Còn ở đây là cái buri ra của nó này, thì chúng ta sẽ lắp buri ra ở bên đây, hai bên hai cái có thể tùy chỉnh sử dụng được. Còn đây là cái chỗ để điều chỉnh áp lực này, nó có thêm một cái đồng hồ ở đây. Đây là cái chỗ để dây hồi ra, dây nước hồi ra ở đây, dây hút nó đây. Đấy, dây hút nó rất là lớn, cái hút vào lớn 130 lít trên 1 phút, sử dụng rất là lớn. Đây là cả hai cái đầu ra của máy. Máy mới nó còn khá là chặt. Đấy, máy mới. Cái đầu này khá là chặt. Đây, giờ sử dụng xong rồi thì nó mềm hơn. Đấy. Đấy, đóng mở. Còn đây là cái đồng hồ đo áp lực này, nhìn khá là đẹp. Đồng hồ đo áp lực rõ ràng từ 0 đến 80 bar. Đồng hồ đo áp lực. Đây là cái phần được sơn, được sơn một lớp nhũ như thế này, màu vàng này, chống rỉ sét. Đây, ở đây có dập nổi chữ LS này, của hãng LS, LS557. Đây, ở chỗ này thì có cái tem đây, tem chống hàng giả hàng nhái. Tem này của hãng của nhà máy luôn này. Tem của nhà máy. Đấy, ngoài bét ly ly sinh Lucing made in Taiwan đây, có thể nhìn thấy chữ ảnh lên đây đấy. Tem chống hàng giả hàng nhái của máy. Ở đằng sau này thì nó là cái chỗ để đổ dầu máy. Cái này là chỗ để đổ dầu máy này. Đây, chỗ đổ dầu máy ở đây. Đấy, nó hướng dẫn sử dụng que thăm nhớt ở đây. Nhớt máy, que thăm nhớt ở đây, nó đến ngang vạch này là được. Đây, que thăm nhớt máy ở đây. Đấy, đây là que thăm nhớt. Đầu mới thì chưa có nhớt đâu nhé. Quý các bạn mua về thì chúng ta nên đổ nhớt vào để sử dụng. Có made in Taiwan đây luôn này. Đấy, đây cái hãng của nó đây. Dập nổi. Chắc chắn. Đây thì cái lớp sơn này thì được sơn tính điện, chống rỉ chống sét. Nhìn nước sơn này rất là đẹp, rất là mịn luôn. Đấy, sản phẩm chất lượng, sản phẩm đến từ Đài Loan. Còn phụ kiện theo máy thì có một cái dây hút này, dây hồi của máy đây. Cái này là dây hút đây, cái dây hút của nó rất là to và cứng.
Đây là cái ống vặn ở bên trên máy này. Nhìn nó giống đây. Đây cái ống nó vặn ở bên nắp máy. Cái ống này thì nó sẽ được vặn vào đây. Đấy, nó được vặn vào đấy. Còn đây là cái phụ kiện kèm theo máy này, gồm gioăng phớt sơ cua này, lọc rác này, hay là ốc vít này. Đấy, phụ kiện tháo mở máy. Đây là phụ kiện kèm theo máy này, thì có quyển sách hướng dẫn sử dụng đây, ghi các thông số chi tiết kỹ thuật của máy đây. Đấy, thì cái model này thì có các loại này, thì cũng có LS547, 557, 548, 558. Đấy, của Đài Loan, của hãng này sản xuất. Đây là cái phần, đây là cái chỗ lọc rác của nó này, rất là nặng, rất là đồng này. Quý vị và các bạn cái nhìn nghe cái âm thanh nó rơi xuống nền này. Rất là nặng. Đấy, sản xuất ở Đài Loan. Cái túi này là cả con ốc của máy. Đây, cả con ốc của máy ở đây. Chúng ta có thể sử dụng lắp vào đế. Đây, chúng ta lắp vào đây. Sử dụng thiết kế thêm khung sắt nữa, hoặc là có thể để như thế này, hoặc là kê khung sắt cao lên. Đây là cái buli của máy này, sử dụng buli đôi. Đây, sử dụng buli đôi bằng nhôm, được cắt CNC rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Đây, sáng bóng bằng nhôm. Đây là cái phần dây hồi của máy này, cái phần dây hồi của máy có màu cam như thế này, dây dài khoảng 2 mét dây hồi. Còn ở chỗ này, đây là cái phần dây hút của máy. Đây, dây hút của máy rất là lớn, lớn và rất là cứng này, chắc, rất là chắc cứng. Đây, nó cũng dài khoảng 2 mét, rất là lớn. Thì với cái phần buli này thì chúng ta sẽ lắp vào cái phần máy đấy. Máy 58 cân, rất là nặng. Phần buli này thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Đấy. Còn ở cái phần dây hồi này. Phần dây hồi này thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Đấy, chúng ta vặn chặt cái này vào đây. Ở các đầu này thì được làm mà hoàn toàn bằng đồng này. Lớp đồng rất là dày. Đây, nhìn cái ống của nó rất là dày, LS557. Còn ở cái ống hút này thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Ở cái đầu ống hút này thì chúng ta sẽ vặn vào đây. Đấy. À, rất là lớn. Thì với cái máy công suất lớn này thì quý vị có thể để sử dụng để xịt rửa công nghiệp này, xịt rửa xe container, xe tải, rồi xịt kho bãi, nhà xưởng. Đấy, xịt công suất lớn, bền, với máy độ bền rất là cao. Thì quý các bạn có nhu cầu mua đầu xịt rửa xe, máy rửa xe dây đai thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm. Cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video.
bấm đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để xem các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.